Cuộc đời, tôi năm nay 63 tuổi, 63 năm cũng chưa thể nói là tuổi đời còn bé bỏng gì nữa. Tôi đã tận mắt chứng kiến những cảnh nghiệt ngã của tình nghĩa vợ chồng. Chồng vợ họ đối xử với nhau thầm tệ cho đến lúc chết. Tình cha con, anh em, chú cháu cũng vậy. Chú cháu thì tranh giành dùng thủ đoạn chiếm của nhau từng mét vuông đất. Anh em, chị em, con của một cha một mẹ cũng nỡ lòng nào không còn nhìn mặt nhau chỉ vì vài đồng bạc lẻ, để rồi đến cuối đời không còn nhìn mặt nhau nữa. Chết có mang đi được đâu, đất nhà chiếm được, tiền của, đoạt được rồi đến ngày ra đi đâu có cưỡng nổi bởi có tiền nhiều, ăn nhiều sinh hoạt, cuối đời chết bởi ăn uống nhiều mang bệnh vào thân, chưa hết đất nhà chiếm được bán được nhiều tiền bởi thời thế, những chọc phú ra đời chỉ biết ăn và chơi, kinh nghiệm thương trường hoàn toàn không hề có bởi vậy thời buổi này xe cộ, phương tiện giao thông nhiều dẫn đến tai họa cho người khác cũng bởi ăn và nhậu rượu vào lời ra, ẩu đả, tai nạn xe máy không tránh khỏi. Tôi cũng đã phải chấp nhận bỏ nhà bỏ tài sản, bỏ lại tổ ấm, không dưới 8 lần, nhịn nhục ra đi hai bàn tay trắng, để làm lại từ đầu nơi không hề có người thân, tất cả bỏ lại hết phía sau. Những lần ra đi đó không ai người thân biết, và tôi cũng không hề tâm sự cùng ai cả, bởi lúc bé, thời thơ ấu của tôi, 10 tuổi tôi đã phải thực nghiệm bài học tranh giành với chó, ăn cám lợn để sống, giữa một rừng người toàn cô dì chú bác. Bài học đó đã dạy tôi trưởng thành nơi đất lạ. 8 lần thất bại ra đi cũng 8 lần làm lại, sắm sửa từ đầu làm mới lại cuộc đời từ cái bát, cái nồi nấu cơm đến cái đệm cái chăn, lúc trời trở gió, nay tuổi tác đã sang tuổi 63 năm nhìn lại mới thấy rõ cuộc đời. Giá như những ngày đó họ đừng có thủ đoạn, đừng có mưu mô tranh giành, lừa lọc nhau để sống, âu cuộc đời sẽ không bị cô đơn không bị tẻ lạnh tình nghĩa anh em, chú cháu, mẹ con, cha con được gần gũi. Tiền của hôm nay mất đi, ngày mai lại kiếm lại được tình nghĩa gia đình. Tình nghĩa của người thân dẫu có xa lánh, đối xử với nhau bằng thủ đoạn này thủ đoạn khác, cũng chỉ gây thù gây oán, gây khó, khó khăn với nhau. Hãy nhìn lại mà xem ông trời có mắt đấy, luật nhân quả cũng không từ một ai đâu, không ai cướp không của ai được. Ông trời sẽ mở lòng rộng lượng, cho những thành quả có được, cũng không hề nhỏ đâu. Những người được hưởng thành quả bởi cái gọi là lộc của trời đất, ban tặng cho bạn, khi bạn ở bất kỳ nơi đâu, ở tuổi tác nào, những khó khăn cũng đều vượt qua hết. Chỉ có những cái mất không thể có lại được đó là thời gian, đó là tình nghĩa của những người thân thích. Dẫu có chết, dẫu có đi đâu, chết ở đâu trên trái đất cũng không bỏ được cái chữ gia đình, người thân. Còn tiền tài ư, nhà đất ư cách nay trên 20 năm rồi tôi đã phải bỏ ngôi nhà 70 mét vuông 3 tầng cùng 100 mét vuông nhà cấp 4, làm nhà cấp 4 dùng để cho thuê, bỏ lại nơi ở bỏ lại nguồn sống giữa lúc thân thể tàn phế tôi đã bỏ lại ra bãi rác để ngủ. Nay nhìn lại căn nhà tôi bỏ lại sau 21 năm nay vẫn còn đó, giấy tờ tôi vẫn đang nắm giữ không ai có thể vào chiếm ở được. Rồi sau đó 10 năm 2011 một lần nữa lại phải bỏ lại ra đi, tìm nơi ở mới, vì có nơi ở mới nên không thể về được, không có ai lại tự bỏ căn nhà của mình đi đến ở nơi mà không phải của mình. Cái mất lớn nhất mà tôi thấy tôi đọc được là, nỗi đau đến xé lòng, xé thịt khi ốm đau bệnh tật bê bết không có người thân bên cạnh. Nhà 3 tầng ư, 4 tầng ư, nhà to rộng lớn để làm gì, cái cần nhất lúc này là có người thân đúng nghĩa của đời, sống ở bên cạnh. Bài viết sau một đêm dài trằn trọc ngủ trằn trọc suy nghĩ. Sau một sự cố tưởng chừng, sự cố lần này liệu có vượt qua? Tôi quyết định cho hết tài sản và bán nhà, để về sống bên người thân bởi tiền của lúc này không có còn là gì. Tôi tin tôi sẽ vượt qua khó khăn lần này, bởi tôi vẫn còn nhà để bán để về nơi ở mới. Mong thành công, một dòng chữ cần bán nhà về ở mới vợ, được người quen đưa lên mạng, từ ngày hôm nay. Xem ra chi dẫu thân thương, cũng che ta đủ đường. Đời người nhiều lần lên hay xuống cũng cố bương, chứ có ai dù lòng thương. Hôm qua thăng hoa kẻ suy xoa kẻ dân trà, vậy mà lòng chỉ mong muốn ta tan ra vui khi thấy mình không trong cảnh nghèo, đâu cho thôi đời bạc đẽo. Nghèo khó thân ta luôn cô đơn, lắm người cho ta mang ơn, vì cần phong cùng mình mới thâu. Chữ nghĩa chữ tâm ai dạ nhân cứ như vợ muốn giúp đỡ, nhưng trên lưới thôi. Nghèo khó qua đi cơn lâm nguy, ngày xưa ai chia ly, tình bên đi ngỡ trong tâm vẫn thầm mong muốn ngày mình sống khô đôi, thật ngày thế gian khó mà rồi.
xem ra chi dẫu thân thương cũng che ta đủ đường. Đời người nhiều lần lên hay xuống cũng cố bươn, chứ có ai dù lòng thương. Hôm qua thăng hoa kẻ suy xoa kẻ dân trà, vậy mà lòng chỉ mong muốn ta tan ra vui khi thấy mình không trong cảnh nghèo đâu cho thương.